Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Sindano. Và lần này, một bạn khủng long bạo chúa siêu to khổng lồ khác các bạn ơi. Đây, không phải là một con khủng long bạo chúa bình thường, mà nó đã bị thuần phục bởi một cái ông chú ở phía bên này mặc áo màu đen, có in cái logo rất là dữ tợn ở phía bên này, hình cái đầu lâu nha các bạn. Mình sẽ cần phải cắt những cái lớp băng keo này ra ha. Đây là một cái phiên bản khủng long rất là độc lạ, khác với những cái phiên bản khủng long lần trước mình đã review ở những video trước nha các bạn. Thì cái phiên bản khủng long bạo chúa mà phiên bản này đã được thuần phục bởi một cái ông chú rất đáng sợ. Rồi, bây giờ mình đã cắt băng keo thành công rồi, mình sẽ mở ra các bạn. Đây, nhìn các bạn khủng long bạo chúa của mình nè các bạn, rất ư là to lớn ha. Rồi, ở đây mình thấy nó đang bị gài lại nè, thì mình sẽ cần phải gỡ hết những cái chi tiết này ra luôn các bạn. Ok các bạn, và đây là các bạn khủng long bạo chúa của mình sau khi được unbox thành công. Các bạn hãy nhìn xem, bạn ấy rất ư là to lớn nha. Rồi, mình sẽ cho cái nhân vật đầu tiên. Ôi, đây là cái nhân vật mà gọi là đã thu phục được các bạn khủng long bạo chúa và ngồi ở trên cái lưng này các bạn. Nó có một cái đai lưng nha. Thì cái nhân vật này sẽ ngồi trên đây và điều khiển các bạn khủng long bạo chúa và sử dụng những cái mũi tên như thế này. Đó là những cái phát bắn được gắn ở đây nha. Rồi, mình sẽ gắn thử cho các bạn xem. Đó, thêm một cái nữa. Đây các bạn, phía còn lại ha. Rồi, xong. Vậy là các bạn bạo chúa đã được trang bị những cái vũ khí đã sẵn sàng chiến đấu rồi, khá là cơ động nha. Rồi, cái nhân vật mình sẽ cho ngồi lên đây để ngồi cái vị trí này nha. Hay là đứng ta? Mình nghĩ là đứng các bạn, trong trên hình là nó để ở tư thế đứng ha. Còn ở tư thế này là mình thấy nó có một cái gọi là cái vị trí có thể ngồi được, thì mình sẽ cho bạn ấy ngồi trước đi ha. Rồi, để xem kết quả sẽ là như thế nào đây. Ông chú, ủa sao không cầm cái mũi tên này nữa ta, rớt ra rồi bạn. Đó, khá là ngầu nha. Rồi mình để một cái ở đây đi. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái bạn khủng long bạo chúa của mình sau khi mà được gọi làm inbox xong thì bạn ấy sẽ trông như thế nào đây. Cái phần đuôi nó khá là nặng nha các bạn. Đó, khá là nặng. Thì ở phía sau chỗ này nó sẽ có 3-4 cục pin 1.5V, mà cái loại mà pin tiểu các bạn. Rồi kế đến là cái phần chân của bạn này sẽ có những cái bánh xe ở phía dưới nè các bạn, nhìn xem. Đây, 3 cái bánh xe ở mỗi bàn chân ha. Rồi, cái bước chi của bạn này cũng khá là đơn giản và khá là đa nhiệm luôn nè. Rồi, cái mục đích có những cái bánh xe ở dưới bàn chân là giúp cho bạn ấy có thể di chuyển nè, đồng thời tạo ra cái dáng đi thăng bằng ha. Rồi, mặt phía trước của bạn khủng long bạo chúa của chúng ta, wow, các bạn cẩn thận hai cái chỗ mà gọi là hai cái viên đạn ở hai cái nòng súng này đã được lên đạn sẵn rồi, các bạn hãy hết sức cẩn thận nha. Có thể là nó sẽ buộc vào trong mặt chúng ta đó, cho nên là mình phải lấy cái tay che lại như thế này. Rồi, và mình xem cái bạn khủng long bạo chúa của mình. Đó, rất là dữ và khá là to lớn luôn các bạn ơi. Nhìn xem, con mắt của nó khá là đỏ đỏ đây. Đây nè. Rồi, hai cái ngón tay của nó, đó, có thể là di chuyển khá là ổn áp nè, và rất là linh hoạt luôn. Đồng thời cái miệng của bạn khủng long bạo chúa sẽ có một cái đèn ở phía bên trong ha. Rồi, chưa hết ra, cái con khủng long bạo chúa này còn có khả năng gọi là phun lửa nữa các bạn ơi. What? Phun lửa đó các bạn, không nghe lầm đâu, đó là phun lửa thật sự nha. Rồi, mình đã bỏ một ít nước vào. Cái ít nước này nó sẽ sử dụng cái bình này các bạn, để mình đổ nước vào đây. Thì đổ nước vào cũng khá là đơn giản, khá là giống với những cái phiên bản khủng long mà gọi là điều khiển từ xa và có khả năng phun lửa được nha. Rồi, còn đây là cái khẩu súng của bạn khủng long bạo chúa, được trang bị cả hai nòng súng ở phía hai bên luôn. Đó, đây lưng, cái đai lưng của các bạn này nó giống như một cái yên ha, để cho cái ông chú mà ngồi ở trên đây thuần phục và điều khiển các bạn khủng long bạo chúa di chuyển cũng như là tấn công. Vì đây là cái phiên bản khủng long Dinosaur Battle Attack các bạn. Wow, là một phiên bản khủng long mà siêu tấn công luôn nha, rất ư là đáng sợ. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem 360 độ một lần nữa nha. Đó, kích thước của bạn khủng long bạo chúa phiên bản Walking Dino mà phiên bản Remote Control này cũng rất ư là lớn ha các bạn. Mình đo cỡ khoảng 2 gang tay á. Đó, vậy là mình đã có thêm một cái bạn khủng long bạo chúa mà cái phiên bản được trang bị thêm những cái vũ khí khá là lợi hại khác ha. Dạo này mình có rất là nhiều những cái phiên bản khủng long đó luôn các bạn. Còn một cái chi tiết nữa, đó chính là cái khẩu súng bằng nhựa hay là bằng cây hay là bằng gỗ này nè các bạn, nhìn xem nè. Đó, nó có quấn những cái sợi dây ở phía bên trong, ở bên ngoài chứ lộn, ở bên ngoài như thế này các bạn. Nhìn nó khá là tức cười ha. Và cái khẩu súng này nó kiểu như là bằng gỗ hay sao đó các bạn ơi. Ở trên này nó có công tắc on off nè. Rồi, ở khẩu súng này nó sẽ có hai cái đầu, một cái cò ở đây, và chúng ta phải sử dụng thêm hai cục pin nữa các bạn ơi.
phần âm thanh sẽ phát ra ở đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật chế độ công tắc ở chế độ on đi các bạn. Rồi đang on rồi nè, mình bắn thử phát thôi ha. What? Mình đang bắn luôn đó các bạn, nè bắn nè, bóp còi nha. Wow, nó có cái âm thanh là bắn ra một cái viên đạn vừa rớt xuống đất luôn đó. Đó. Rất là xịn đúng không các bạn? Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn khủng long bạo chúa của chúng ta sẽ triển khai cái khả năng gọi là chiến đấu mạnh mẽ của bạn ấy sẽ như thế nào đây. Ok, nhờ ông chú hết nha ông chú. Đây lòng của cho ông chú của mình à. Rồi, được trang bị mặc áo giáp các thứ rồi các bạn ơi. Khá là giống với cái phiên bản gọi là điều khiển chất lượng cao ha. Rồi, mình sẽ cho cái ông chú này đứng trên ngồi xuống đi cho nó dễ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bật công tắc lên nè các bạn. Công tắc ở đâu rồi ta? Đây, công tắc ở phần bụng nha các bạn. Phần bụng thì đang có chế độ là off nè, thì nó sẽ không hoạt động. Mình bật chế độ on hoặc là try me. Khi bật try me trước đi các bạn. Try me nha. Ủa, try me sao không có hoạt động gì hết trơn vậy trời? Hả? What? What? Đó kìa. Nó phun lửa màu xanh luôn các bạn ơi. Cái tay của mình. Nồng quá. Đó. Ghê chưa? Wow, đáng sợ các bạn ơi. Hết sức đáng sợ luôn nha các bạn. Ôi, nó phun lửa vô cái tay của mình nè. Các bạn thấy cái lửa màu xanh nó bắn ra không? Con này không phải phun lửa màu đỏ nha các bạn, nó phun lửa màu xanh luôn. Trời ơi, đáng sợ cực kỳ ha. Wow, và nó phun rất là mạnh ha. Các bạn có thể thấy cái tay của mình là nó muốn che hết cái tay của mình luôn nè. Ôi ôi, rồi bây giờ mình sẽ bật lại cái chế độ gọi là on ha, để xem nó di chuyển và nó phun lửa như thế nào nha. Đó, khủng long bạo chúa tấn công. Nó rồi lên kìa. Chuẩn bị phun lửa các bạn ơi. Đó, phun lửa yếu vậy. Nó đang di chuyển thôi bạn ơi. À, nó phun lửa kìa. Chạy mau. What? Mạnh quá vậy. Cái tay của mình. No. Bạn bắn nó đi, mau lên. Bắn nó. Yes, mình đã hai gục thành công cái con khủng long bạo chúa này rồi các bạn ơi. Yeah, bằng cái khẩu súng này. Đó, các bạn thấy hay chưa? Sự lợi hại của khẩu súng này là có thể bắn hạ gục được cái con khủng long bạo chúa và nó nằm ngã xuống, sau đó là nó đã không còn khả năng chiến đấu nữa và mình đã là người giành chiến thắng. Wow, yes. Ok, các bạn thấy cái phiên bản khủng long bạo chúa này nó có lợi hại không? Tuy nhiên vẫn còn một thao tác mà khủng long bạo chúa của chúng ta chưa có gọi là thể hiện ha. Đó là sử dụng hai khẩu súng có thể bắn từ xa như thế này. Mình sẽ bắn cho các bạn thấy. Đây, rồi mình sẽ bắn vào tường ha. Mục tiêu của mình là sẽ bấm vào cái nút này. 1, 2, 3. What? Đó. Rồi, cái bên còn lại, bắn luôn các bạn. Bắn rất là mạnh luôn các bạn ơi. Wow, vẫn còn thêm hai cái viên đạn nữa, mình sẽ nạp luôn hai lần ha. Vậy là mình sẽ có hai lần bắn ở phía hai bên của các bạn khủng long bạo chúa này. Bây giờ, hồi nãy là mình sẽ bắn từng lượt ở mỗi bên rồi không? Bây giờ mình sẽ bắn cùng một lúc hai bên, sẽ xem như các bạn này có thể bắn được không ha. Rồi, ok, bấm cùng một lúc nha các bạn. 1, 2, 3. Wow, rất là mạnh luôn các bạn ơi. Nó thực sự là một cái phiên bản khủng long bạo chúa được trang bị thêm vũ khí. Nhưng mà cái phiên bản này lại được nâng cấp ở một cái tầm khác nữa, là nó có thể gọi là sử dụng cùng một lúc cả hai cái khay súng luôn. Wow, vậy là khủng long bạo chúa ở cái phiên bản này các bạn được trang bị thêm vũ khí nè, là hai cái nòng súng có khả năng bắn liên tiếp cả hai bên luôn nha các bạn. Rất ư là mạnh mẽ ha. Và cái phiên bản này được điều khiển bởi một cái ông chú mặc áo giáp màu đen như thế này.
rất ư là xịn. Và bạn này có khả năng gọi là phun ra một cái tia lửa màu xanh rất là mạnh mẽ, có thể đốt cháy cái tay của mình luôn. Wow, ghê chưa? Chưa hết đâu các bạn ơi, ngoài cái phiên bản này chúng ta có thể sử dụng cái khẩu súng này nữa. Khẩu súng này sẽ giúp cho mình gọi là chống lại cái bạn khủng long bạo chúa này. Mình chỉ cần ấn vào cái cò này và bắn liên tục vào cái bạn khủng long bạo chúa, chúng ta sẽ có thể kết thúc được cái bạn khủng long bạo chúa này ha. Đó, rất ư là mạnh mẽ và rất là chuyên nghiệp luôn. Ở cái phiên bản này chúng ta có thể chơi nhập vai rất là dễ dàng luôn và rất là xứng đáng để bổ sung vào cái bộ sưu tập khủng long mới của chúng ta ha các bạn. Ok, các bạn thích nhân vật khủng long bạo chúa trong video hôm nay, hãy để lại bình luận cho mình biết. Đừng quên ấn like và subscribe cũng như là follow kênh của Cinenol. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.